Rồi, chào thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2024. Thì em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì những cái mẫu này thì bên em đã dọn nổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn là xài luôn thôi. Đấy, thì hôm nay thì lên cho bác thì cái lô máy thì nó cũng rất là phong phú và đa dạng nhá, nhiều loại máy khác nhau. Tha hồ cho bác lựa chọn nhá. Đấy. Thì đợt này thì nó cũng là cái những cái máy cuối của cái lô cũ ấy. Chính vì thế là bên em là tiến hành xả hàng nhá, xả hàng thanh lý cho bác cho nó hết máy để chuẩn bị là khoảng chắc khoảng 2-3 hôm nữa là có sẽ có lô mới về nhá. Đấy, khoảng 2 hôm nữa là sẽ có lô mới về. Đấy thì nên là bác nào mà muốn mua được cái hàng chất lượng tốt mà giá lại rẻ thì bác mua luôn và ngay trong cái video ngày hôm nay nhá. Đấy. Chỉ vì những cái lô cuối thì bên em mới tiến hành xả thôi. Chứ bình thường thì sẽ không bao giờ có những cái mức giá nó rẻ như thế này đâu. Nên là bác nào cần thì mua luôn nhá. Đấy thì hôm nay thì máy của nó thì nó sẽ gồm rất là nhiều mẫu khác nhau. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào test nổ từng con một để các bác nghe tiếng máy nhá. Để bác dễ dàng lựa chọn cho mình những con máy nó ưng ý. Đấy. Thì ngoài ra sẽ lên cho bác ít cái mẫu đầu máy nữa này. Đầu máy cắt cỏ này. Tum rời tum liền có hết để cho bác về gắn xịt thuốc hoặc là gắn vào những cái đầu máy hỏng ở nhà những cái máy hỏng ở nhà ấy. Đấy. Ok nhá. Đấy thì hôm nay thì video của nó rất là nhiều loại khác nhau nên là bác chú ý theo dõi nhá. Sẽ đảm bảo các bác sẽ lựa chọn cho mình những được con máy nó ưng ý. Đấy. Thế còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Đấy. Bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn đó là đất chè các bác nhá. Các bác thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có nông trường chè sông Bôi nhá. Thì chỗ em là cả một cái nông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn nhá. Đấy. Chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác nhá. Bu mắc câu rất là ngon luôn. Đấy bác thể quan sát. Đấy. Chè này thì đợt này thì nó đang vào vụ miền Bắc, nó đang vào vụ thu ấy. Nên là chè đợt này rất là ngon nhá. Uống nước thì xanh, vị thì thơm và nó không bị chát. Đấy. Có thể nói là vụ thu là vụ chè ngon nhất trong năm nhé. Đấy, các bác lưu ý. Đấy, nên bác tranh thủ mua luôn chè này thì bên em bao cho bác 100% là chè mới, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới. Đấy. Thì chè bên em uống sẽ là nước xanh này, vị thơm này, nước xanh ánh vàng nhá. Đấy, nước xanh ánh vàng, vị thơm, tiền chát ngọt hậu nhá. Đấy, lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá. Đấy. Và lưu hương. Đấy. Thì chè bên em có những cái loại như sau này. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Thì bác nào mà mua từ 2 cân đổ lên là với loại chè là 130.000 thì bên em sẽ miễn ship. Đấy. Tức là cái loại 130.000 thì từ 2 ký đổ lên là bên em miễn ship rồi. Thế còn cái loại 170 và 200 thì từ 1 ký đổ lên là bên em đã miễn ship rồi nhá. Nên là bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Thì bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Đấy, còn bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai. Đấy là số chuyên về chè. Đấy. Đấy thì bên em chỉ có hai cái đầu số này là để gọi điện cho bác nhá. Ví dụ có gọi điện chốt đơn là gọi hai số này thôi. Thì mọi số khác thì đều không phải nhá. Đấy. Thì đợt này thì dạo gần đây thì nó cũng do cái nguồn thông tin của nó thì nó cũng không được bảo mật đấy. Nên là nhiều đơn vị khác họ cũng có cái số của bên nhà mua chè của bác ấy. Nên là họ gọi điện đấy nhá. Nhiều bác là phản ánh là có mua được cái hàng không phải hàng của bên em. Đấy. Thì các bác lưu ý nhá. Đấy chỉ có hai số đấy thôi. Đấy thì các bác muốn mua thử nhá. Thì đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng đấy. Ok. Đấy thì chè mới nhá. Chè thì là chè mới này. Tại xưởng sản xuất luôn này. Đấy rồi là nguồn gốc xuất xứ chè rõ ràng này. Chè không có... Chè là tự nhiên này, không có tẩm ướp bất cứ một cái hóa chất gì cả. Đấy, rồi là thuốc trừ sâu đảm bảo cho bác là không tồn dư chất trừ sâu nhá. Đấy, nên nó rất là đảm bảo cho bác về sức khỏe. Đấy, để bác thể là mua uống thử nhá, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng đấy. Đấy thì hôm nay thì do cái video nó dài nhá, thì em sẽ tranh thủ là đi luôn vào cái lô máy ngày hôm nay. Thì cái lô hôm nay thì nó là mấy cái máy em quay cho bác đây thì nó đều là hàng Nhật bãi các bác nhé. Hàng Nhật bãi. Tức là hàng Nhật, hàng máy Nhật đấy. Nhưng mà đã qua sử dụng nhưng mà chất lượng của nó còn rất là tốt. Đấy. Thì về Việt Nam thì bên em đã xử lý là dọn rửa, xúc rửa chế bình xăng con là lổ ngon lành hết rồi. Thì bác nào lấy thì bên em sẽ nắp đầy đủ đồ cho. Tay lái, đầu bò, chắn cỏ, dây ga, có ga là đầy đủ hết cho bác nhé. Đấy.
Giá thì như bên em nói lúc đầu đấy thì giá của nó rất là rẻ nhá. Nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng cái giá thợ thôi. Đấy thì bên em đợt này tiến hành là do là cái lô máy cuối nên em tiến hành xả luôn, xả hàng để chờ cái lô hàng mới nó về. Thì chắc khoảng 2 hôm nữa thì 2-3 hôm nữa thì có hàng mới nó về. Đấy. Nên là giá thì không phải suy nghĩ rồi, không phải suy nghĩ về giá rồi. Đấy chính vì nó rẻ rồi là lưu ý bác là bên em là chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của mỗi cây máy này thì nó rẻ thôi. Nó là 50.000 trên một cây máy. Thế còn mấy cái cục máy này thì nó rẻ thôi, nó chỉ 25-30.000 thôi. Đấy. Thế còn bác nào mà lấy thêm phụ kiện thì thêm vào 50.000 nữa. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tim mở buji, nục dao quặn ốc, bắt cước. Đấy cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Đấy. Thì cái này thì bên em bán kèm thêm cho bác để bác đỡ phải mua nhiều nơi ấy. Đấy, trường hợp bác nào mà có phụ kiện rồi thì bác chỉ cần thêm 50.000 phí ship thôi nhá. Đấy, nó không phải thêm tiền phụ kiện nữa. Đấy, để tiết kiệm cho bác. Đấy. Đấy rồi ok nhá. Thế thì em sẽ đi vào chi tiết luôn này. Lô hôm nay là lô lô hôm trước là lô RST, RSTU, hôm nay lô V nhá. Con V1 này. Đấy, con V1 là cái đầu máy tum giờ cho bác về gắn xì thuốc này. Một cái đầu Mazu rất đẹp nhá. Đây này. Đây này. Đầu này Mazu 23 nhá, rất đẹp luôn này. Đấy. Tum rời luôn đây, 4 ốc chốt đây. Cái này em bán cho bác cái đầu máy thôi nhá, không tính cái tum đâu, tum để thử máy thôi. Lắp thử máy cho bác nghe tiếng máy thôi. Đấy con này thì rất là đẹp nhá, nhìn rất ok đấy. Đây này, nhìn. Đấy. Thì 23cc nòng 32 ly nhá, 32 ly. Đấy. Đây. Rất ok nhá. Trợ lực luôn nhá, con này có cả trợ lực luôn. Ngon đấy, con này ok. Con này là con V1 nhá, V1 này, con này nòng 32 ly này, hiệu Mazuyama này. Con này em tính cho bác là 700k nhá. Đấy, hàng này dùng rất ok, rất là ngon đấy. Ok, tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác một cái đầu máy này nhá. Một cái đầu máy này rất là đẹp luôn này. Con Tanaka trống 23cc. Con này 23 luôn này. Đấy, nòng 32 ly nhá. Bít tông 32 ly đấy. Con này đỏ au rất đẹp luôn. Con này là ống cần của nó là 24 ti 7 khía nhá. Bác nào có máy mà cần 24, đường kính 24 này, ti 7 khía thì lấy cái đầu này về nhá, lắp là vừa hết. Thì dòng Tanaka trống này thì dùng rất là ngon nhá, ổn định. Mà nó nổ, tiếng nổ nó nghe rất giòn nhá. Để em quay cho bác xem này. Giòn cực kỳ nhá. Đấy, nổ giòn lắm. Đấy, nhá. Cái này nó là chế tay đỏ này. Quân bờ rồ tay đỏ tiết kiệm xăng nhá. Đấy, lại này. Đấy, rất giòn nhá. Sao gì các bác một chút nhé, con này là con V1 nhé, chứ không phải V2 nhé, V1 nhé, V1 này, chưa có V1 đã, thấy V1 đấy, V1 nhá, con màu xanh là V1 này, con này là V2 này, V2 con này là nói chung hàng này dùng rất là ngon nên các bác rất là ưa chuộng cái dòng này đấy. Thì con này em tính cho bác là 750 nhá, 750.000, có sẵn tùm cho bác luôn, đấy 23cc, dòng này thì nổ giòn ngon. Đấy. Tiếp theo đây. Tiếp theo lại một cục máy nữa tung giờ cho bác về gắn xịt thuốc này. Con này là con Mazuyama nhá. Gọi là Mazu nhưng mà máy này bản chất của nó là máy Mitsu T140. Công suất là 24cc, 24 đây này. Nòng 32 ly nhá. Con này tung giờ tung 260 này, bác thể tháo đầu này gắn xịt thuốc này. Đấy mai lắp cho bác một bố côn zin rồi nhá, bố côn zin luôn. Cái này là lắp tháo bố côn ra để thử máy cho bác xem ấy. Đấy, còn bố côn nó là zin đẹp nhá, bao cho bác là zin đẹp. Chế con này là đang chế nguyên bản luôn này, chế nguyên bản theo máy luôn. Đấy, nó cũng rất dễ nổ thôi.
Máy thì ok, máy thì là hơi lửa nó ngon đấy, mình về mình căn chỉnh lại một chút nữa là ok nhá. Đấy. Ok, đây có di chỉnh đây này. Con này thì hơi vỡ cái vỏ chỗ này một tí này. Bẻ vỏ cho này một tí một xíu nhá. Không sao. Đấy. Thế con này thì máy nó khỏe khỏe. Đấy nhá. Mình về căn chỉnh lại một tí nhá. Con này con V3 đây. V3 thì hôm nay tính cho bác như con này tính cho đầu này tính cho 550 nha các bác, về xem lại nhá, xem lại một chút. Đấy là ok. Đấy. Tiếp theo đây. Tiếp theo có đầu này ngon này, đầu này ngon mà hàng VIP luôn này. Con này là đầu máy Echo Qzit nhá, Qzit 251 luôn này. Bác thấy không? 251 luôn. Đấy. Con này VIP lắm. Hàng này dùng bền cực kỳ luôn này, hàng Echo này này. Mà 251 cái dòng này này, bền lắm. Đấy. Con này thì cái đầu này thì bên em đã lên cho bác chế ngang 2 kim nhá. Chế nên chế 2 kim luôn. Là loại chế bác dễ dùng dễ xài rồi. Quá dễ dàng rồi. Thì cái con này nó là tum máy tum rời đây, tum rời nhưng mà tum Echo nhá. Thì nó nhỏ hơn tum 260. Thì con này bác muốn nên cần thì bác kiếm cái cần của con 251 253 thì ấy, máy cần thì bác nắp qua là ok. Đấy. Thì con tum này là tum máy ba lô này. Con này là máy ba lô tháo xuống này. Đấy, thì lên bình xăng ngang lên bình xăng dưới cho bác này. Thì con máy chạy rất ngon nhá. Con này ngon lắm. Đây này hơi này. Đấy. Đấy, lại này. Đấy, ngon cực kỳ. Đấy, lại này. Đấy. Đấy, con này ngon cực kỳ nhá, 25cc. Đấy, dòng này dùng bền lắm, siêu bền luôn. Con V4 nhá. V4 này, con này lên cho bác chế ngang luôn này. Đấy, quá ngon luôn. Thì con này tính cho bác là 800k. Đấy, 800k. Đấy, 800k. Tiếp theo này. Tiếp theo có con này mới là VIP này. Cái con này nó là cái con máy tum rời nhá. Con này là con Zenwatt Kobatsu. À con Kobatsu. Kobatsu S26 này. Cái con này nó là hàng Kobatsu Com 26 đấy. Đấy. Hàng này hàng dùng gì siêu bền rồi. Con này thì tháo ra từ máy ba lô đây này. Tem tiếc của nó đây này bác này. Đây này. Tem đây này. Đấy. G26 này. Nòng 34 nhá. Đấy. Con này tháo ra từ máy ba lô này. Ba lô này. Đấy. Thì chế của nó là chế nguyên bản của nó là chế One Brazil ne đỏ này, tự động này. Đấy, nguyên đỏ tự động một kim nhá. Đấy. Đây. Đấy nhá. Thì cái con này là Kobatsu tum 260 tum rời nhá. Con này tum 260 này. Đấy, đầu này đầu tum rời gắn vừa xịt thuốc nhá. Đấy lưu ý. Kobatsu thì hàng bền thì bác biết rồi. Đây, đây. Kobatsu thì nó là hàng đỉnh rồi bác nhá. Ý là hàng đỉnh rồi. Đấy, luôn luôn. Đấy, đây bác. Đấy, ngon lắm. Nói chung hàng này thì hàng đỉnh rồi. Đấy, luôn luôn. Đấy, con này thì nòng bao piston bao đẹp nhá. Bao đẹp bao băng luôn, không phải suy nghĩ nhá. Đấy, mặt tiền của nó cũng đẹp luôn. Con này thì là hàng này thì nó cao tiền rồi, con V5. V5 này, đầu này em tính cho bác 1.1 triệu nhá. Đấy, 1.1 triệu này. Chế ngang ngang này nên bình sang nên mình sang dưới cho bác rồi này. Còn chế zin nhá, chế zin đấy. Ok này. 26cc 34 ly. Tiếp theo này. Em lên cho bác con này nhá. Đây em lên cho bác một con này cho bác về tự ruộng này. Đây này, cái con này là một cái con máy công suất khá là lớn luôn. Đây, con Tanaka 24 luôn này bác này, 24cc bình xăng trên. Con này bình xăng trên nhá, máy 24cc nòng 32, con này nòng 32 ly này. Đấy, cái con này thì nó là tum rời bác này, tum rời 4 ốc chốt này, tum 260 này. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn nhá. Đấy. Con này hơi tiếc một tí là nó bị bể cái bình xăng lớn này. Thì bác về kiếm cái bình xăng lớn bác cho vào đây nhá. Đấy, cái con này thì đáy nó bằng thì mình cứ kiếm cái con nào đáy bằng ấy là ok. Đấy.
Cái con này là công suất nó khỏe bác nhá, 24 luôn này, 24 này còn tum giờ ở trên này. Đây này đấy. Thì bác về bác thay cái bình xăng lớn nằm ngang đi, cái loại đấy thì nó đầy dễ kiếm mà. Đấy. Thì con này cần của nó đây, cần đây. Thì đầu bò nó kia thì mai em lắp cho bác đầy đủ chén kẹp cho bác nhá. Về giờ tự dọn. Đấy, tự dọn con này. Con này là bị chế giống kiểu chế chảy giống kiểu xe máy này. Con này nhìn còn mới lắm này bác này. Hơi thì rất chắc luôn nhá. Đấy, con này đảm bảo hơi chắc cực kỳ luôn. Đây này. Hơi này. Tôi giật nó còn trắng nõn như này bác này, thấy không? Hơi chắc lắm. Đấy. Đấy. Con này phải 24 nha bác nhá, 24 nhá. Đấy. Đây là nguyên mẫu của nó này, đầy đủ đồ này. Đấy. Được chưa? Thì cái con này thì bác về tự dọn nhá. Con V6 này. Con này tính cho bác 550 nhá. Đấy, các bác về tự dọn, được chưa? Đấy, em bao cho bác là đầu bò là bao đầy đủ chén kẹp cho bác, thì bác về kiếm cái bình xăng thì bác thay vào cái con này, xúc rửa bình chế đi là chạy thôi, gọi là xúc rửa chế, nhưng khả năng nhìn con này còn mới này, nhìn khả năng về chạy luôn, nghi đó. Rồi ok. Rồi, tiếp theo này, tiếp theo lên cho bác con này là một cái con máy Echo nhá. Đây bác này Echo, con này đẹp quá này. Đấy, Echo này Echo 209 này, nòng 32 ly nhá, con này nòng 32 ly này, dùng gia đình thì là đúng bài luôn. Đấy, con tàu này thì siêu bền luôn. Đấy, trong các dòng Echo thì mấy cái dòng Echo vỏ sắt này là bền lắm này. Đấy. Cái con này là cái con Echo 209D này này. Con này đẹp này, nước sơn trước còn đẹp này. Đấy. Cần của nó thì nó sơn màu xanh như này. Đấy. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Nó chỉ sơn vậy thôi. Cái con máy của nó chỉ chất lắm. Cái con này thì bên em đã lên cho bác chế ga ngang hai kim này. Chế ga ngang hai kim là loại chế thông dụng và phổ biến nhất rồi. Đấy nhá. Nhưng cái con này thì ngon lành rồi. Đây. Đấy. Tiếp xúc luôn. Con này ngon tuyệt vời rồi. Không phải suy nghĩ nhá. Quá ngon luôn. Quá tuyệt vời rồi. Dòng này thì dùng gọi là siêu ngon luôn. Còn V7 này. V7 dòng này dùng bền nhá. Echo. Này tính cho 900 nhá. Đấy, 900 là lên cho bác chế ga ngang rồi đây này. Đấy, chứ không phải là dạng vớ vẩn đâu. Đấy, rất ngon, đẹp. Tiếp theo này, tiếp theo lên cho bác cái con này, cho bác dùng gia đình là rất ok luôn này, dòng Tanaka. Đấy, bác thể quan sát con này là bình xăng zin, nó còn trắng như này cơ mà. Đấy, con này thì bên em vừa dọn xong. Đấy, Tanaka này là Taka Made in Japan này, Made in Japan này, sản xuất tại Nhật luôn. 20cc, nòng 30 ly. Thì cái dòng Tanaka này sẽ có đặc điểm là, thứ nhất là đồ đạc của nó rất là nhiều, dễ kiếm. Đấy. Máy nổ thì máy xài chế OneBrew ne đỏ này, rất là tiết kiệm xăng này. Đấy. Với thứ hai là đồ thằng này cũng rất là dày, nói chung là dùng cũng ngon. Tiếng nổ đách. Đấy, đây. Thì bác nào lấy thì mai em rửa xà bông sạch sẽ cho nhé, đảm bảo đẹp luôn. Không phải suy nghĩ, đây nhìn tay lái của nó nhìn còn đẹp này cơ mà. Nhìn tổng thể rất đẹp nhé. Đấy. Đây này, nhìn trên vẫn còn một cái bát cước này. Đấy, bác nào lấy con này là được luôn cái bát cước này, đầu bò thì chống quấn cỏ này. Đấy, quá VIP nhá. Đấy. Con này nhìn khá đẹp đấy. À, này dùng gia đình là ngon đấy. Cái này trắng tinh luôn. Nó cho chạy tinh mù luôn. Công dây giật còn trắng tinh này. Đây này. Quá ngon. Con này dùng gia đình là thích đấy. Mà nhìn còn mới lắm. Đấy nhá. Con này còn mới như mình xăng biết mới. Đấy. Đẹp nhá. Đấy, con V7, V8. V8 này nhìn lốc máy chưa có rửa thì mà nó nhìn còn sáng này cơ mà. Các bác nhìn thấy không? Đấy V8 nhá. Con này tính cho 700k. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 800k nhá. Đấy. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao gì đeo tip mà buji, nục giác vận ốc, bật cước. Đấy. Còn 50.000 phí ship. Đấy, con này thì là 700k. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Ok. Tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Đây, lên cho bác con Mazu này. Con Mazu này đẹp quá này. Mazu này, Mazu 20cc này. Con này Mazu 20 nhá, nòng 30 ly. Mazu thì là một trong những cái dòng rất là các bác ưa chuộng rồi. Mazu Yama đấy, đây nó đấy. Ok chưa? Đấy. Con này nhìn khá đẹp nhá. Đây này, đấy. Đây, tay lái zin đây.
đấy, đầu bò zin. Thì con này đây nổ rất là ngon luôn, đấy, chi luôn. Đấy, nổ đánh nhé. Lại này. Đấy, chu luôn. Đấy. Con ma Mazu này là trong lòng là có đóng mấy zin ra ban luôn, trong cái lốc máy này có đóng mấy zin ra ban luôn. Đấy. Ok. Đấy, con V9 này. V9 có này nguyên bản 100% nhá. Em tính cho bác đấy giá xả này. Cuối lô bán cho bác giá xả này, 850 nhá. Được chưa? Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào là tổng của nhà 950. Ok. Tiếp theo này, em lên cho bác con này. Tiếp theo lên cho bác con này đỏ au nhìn đẹp quá này. Con này là con Robin nhá. Robin này là 23cc. Con này nòng 32 ly này, 32 hay 33 ly thì phải. Như thợ bên em đo nó bảo là 33 ly, không biết phải không. Đấy, 33 ly nhá. Đấy, thì con này là xài chế nguyên bản của nó là chế ga ngang quân vừa rồi, neo đỏ tự động này. Neo đỏ tự động này. Đấy, thấy chưa? Con này vỏ viết nhìn rất đẹp. Này. Nhìn đỏ au luôn. Đấy, ok chưa? Rồi. Nổ máy cho bác xem. Đây là cái trắng nhá. Đấy. Con này nhìn khá mới nhá. Đấy, đây. Đây là trắng này. Đấy. Thì con này là như là con này khỏe đấy. Dòng này nhìn khá là đẹp nhá. Khá là đẹp luôn. Rồi. Thì con này là con V10. V10. Con này em tính cho bác con này tính cho thôi thì tính cho ông ta xem nào. Tính cho 900 nhá. Đấy, 900k. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào, tổng về nhà 1 triệu bạc. Đấy. Ok này. Tiếp theo này. Tiếp theo lại lên cho bác một con máy này dùng gia đình rất là ngon nhá. Cũng bên em cũng vừa dọn xong. Cái con này nó là một cái con Tanaka giật đằng trước. Giật đằng trước. Con này là 20cc, nòng 30 ly. Đây, con này bình sang nhìn còn trắng đẹp này. Đấy, chế thì là One Bro nguyên bản này. Vỏ đỏ au này, nhìn thấy không? Đấy, đỏ au luôn. Đấy, rất đẹp. Đấy, trong này thì nó dễ dùng, dễ xài. Đồ đạc thì nhiều, dễ kiếm. Đấy, mà nổ thì cũng rất là ngon. Đây, nổ cho bác xem. Đấy. Cái nổ dễ xài nhá. Sướng lắm, cũng là dùng sướng nhá. Đấy, đỏ au luôn. Bây giờ còn trắng tinh này. Đấy. Ok chưa? Nói chung là dễ dùng dễ xài nhá. Đấy. Nói chung là dòng này dùng ngon đấy. V11 nhá. Con này em tính cho bác 700k. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà đâu có 800k thôi. Rất là rẻ. Ok chưa? Rồi tiếp theo này. Đấy, tiếp theo em lên cho bác cái con này là khá là ok luôn này. Cái con này nó là con Tanaka nhá. Tanaka này là Tanaka chữa chân trống này. Dòng chân trống này dùng ngon, nổ giòn. Con này là made in Japan. Để cho made in Japan đây. Made in Japan. Chế con vừa rồi tay đỏ đây, nguyên bản nó đây. Vỏ viết là ok, nhìn đẹp nhá. Thì xem con này hai mấy cc nào. Con này cỡ này phải 23cc đấy. Con này phải tầm 23cc, nòng 32. Bít tông 32 ly nhá, nòng 32 ly đấy. Trợ lực luôn. Nổ giòn nhá. Đấy, ngon đấy. Nổ giòn nhá. Rồi. Đó, ok. Thì con này là con V12. Thì con này em tính cho bác giá hữu nghị 950, được chưa? Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà là 1.050.000.
Ok. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này lên cho bác một con Mazu rất đẹp luôn này. Bên em vừa dọn xong này. Mazu Yama 20cc. Con này là màu xanh dòng biển rất đẹp. Đấy. À, màu xanh là cây. Ui, bảo dòng biển. Mai em thêm cho bác cái này nhá. Đấy. Con này thì tình trạng của máy nó con này nổ rất giòn luôn. Đấy. Bác nào lấy mà em lắp đủ đồ cho. Đây. Con này nổ có giòn, dây giật zin nhá, dây giật zin này. Con này nổ giòn này. Con này giòn nhá, dây giật con trắng này, dã man luôn. Quá ngon nhá. Con này ngon này. Con này là con V13 nhá, V13 con này đẹp đấy. V13. Con này em thấy là đẹp, con này em tính cho bác như con này tính đâu 950 nhá. Đấy. Thì bác cơ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà là 1050. Ok này. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này thì nó là một cái con Echo xanh nhá, Echo xanh đời mới đây này. Con này thì tình trạng máy còn đẹp lắm này, vỏ viếc này. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây này, nhìn này, đẹp lắm, nhìn bóng đẹp cực kỳ. Đấy, tay lái tay điếc zin này. Đấy. Nhìn khá đẹp nhá. Đấy. Con này thì nổ rất dễ nổ luôn, nguyên bản zin luôn nhá. Đấy. Dễ dùng dễ xài lắm. Con nhá. Lại đây. Dòng này nhá, nhìn hình thức máy nó cũng đẹp nhá. Đấy, nó nói chung là nhìn máy nó đẹp. Đấy. Thì nó cũng là đời mới nữa. Đấy thì là nói chung là dễ xài. V14. Này là lòng 32 ly này, V14 này. Con này em tính cho bác đầu 800k nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào nhá. Tổng ở nhà 900k. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Cái con này thì nó là cái con S-Stein của Đức các bác nhá, 22cc. Con này nòng 32 ly này. Đấy, con này nhìn tình trạng máy còn khá đẹp nhá. Đây này. Đấy, mai em lắp thêm cho bác cái tay lái lên nhá là ok này. Đấy, nhìn đẹp lắm, máy nhìn ok, nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Tùm tiếc trắng phau. Đấy, nhìn đẹp lắm. Đấy. Thì con này em nổ thử cho bác xem này. Này dây giật còn trắng này. Ngon lắm. Êm lắm. Con này chạy êm cực kỳ nhá. Nòng 32 ly. Đấy. Đấy, S-Stein hàng Đức nhá. Hàng Đức. Con này đẹp lắm. Đây này. Đấy, nhìn đẹp nhá, hiền nạc. Chữ chiếc rõ ràng. 22cc nòng 32 ly V15. V15. Con này tính cho 800, thôi tính cho 800 đi, bán cho nó nhanh. Được chưa? Bác cứ thêm em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện nhá. Tổng nhà 900. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác một con này đẹp lắm nhá. Con này nhìn đẹp cực kỳ luôn. À, mà dòng này nổ rất là đanh luôn. Con này nó là con Tanaka 20cc này. Nòng 30 ly. Con này nó gọi là dòng Tanaka đen nhá. Tanaka đen. Chế ga ngang quân bờ dầu nguyên bản này. Đấy, tum nhôm luôn này. Đấy, tum nhôm này. Đấy, nhìn con này đẹp lắm nhá. Cần nó nhìn xịn cực kỳ luôn. Đây này, nhìn này. Đấy, nhìn rất đẹp. Đấy. À, con này 20cc nòng 30 ly nhá. Nòng 30 ly. Đấy, nguyên bản với zin 100% luôn. Dây giật còn trắng này bác này, dây giật trắng này. Đấy. Bơm xăng nhá. Bơm xăng, kéo lè này. Đấy. Nổi giòn đấy, con này lột giòn cực kỳ nhá. Nên muộn quá, thợ nó nghỉ rồi. Thợ nghỉ rồi. Để đến mai sửa thôi. Tôi lấy ra là tôi lấy ra thôi đi. Trong này đủ to cực kỳ nhá.
ổ giòn á, đây này. Đây, hot cực kỳ nhá. Đấy, con này con đẹp này, nhìn đầu bò con này nhìn rất thích luôn này. Bác nhìn này, đầu bò chống quấn cỏ luôn này, đẹp cực kỳ luôn. À không phải chống quấn cỏ nhưng mà nhìn còn mới lắm. Đấy, đẹp á. Đấy, con này thì nói chung là dễ dùng dễ xài, bình xăng còn trắng quá này. Máy chưa có rửa gì đâu mà nhìn nó còn sáng này bác này. Nhìn lốp máy sáng choang này, thấy không? Đấy, nhìn đẹp. Đấy, mai bác nào lấy mai vừa vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Là ok. Đây rất dễ lổ thôi. Đây này. Đây giật còn trắng này. Đấy. Nhá. Đấy. Thì con này là con V16 nhá. Con này tính cho 700k nhá. Đấy. Bước thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 800k. Đấy, ok. Rồi tiếp theo nhé, em lên cho bác một con máy thuộc dòng Talaka chân trống nhé. Con này 21cc này. Đấy, con này thì máy của nó thì là tình trạng là nguyên bản này. Vỏ thằng này đỏ au này. Đấy, tay lái zin này. Đấy. Đấy, con này thì có hơi tiếc một tí là nó bể ít cái vỏ chỗ này một tí này. Đấy, cái này là nếu mà mai em kiếm được cái vỏ khác thì em tặng thêm cho bác một cái vỏ nhá. Con máy thì ngon đấy. Máy hồi chắc lắm này. Con này hồi chắc cực kỳ luôn, dây giật còn trắng này. Thấy không? Đấy. Đây, quay cho bác xem. Lại đây. Con này chế tay đỏ nguyên bản nhá, chế tay đỏ nguyên bản luôn này. Đấy. Thì có một cái vỏ nó hơi vụt bể thôi, mai em kiếm được cái vỏ khác em tặng thêm cho bác nhá. Tặng thêm nhá. Đấy. Em kiếm được vỏ khác thì tặng thêm. Máy ok lắm. Đấy. Đấy, này mai lắp đủ đồ cho. Đấy. Con này hơi tiếc tí chỗ này thôi. Con V17 nhá. Con này em tính cho bác đâu đó khoảng con này bể vỏ đây, mới tặng vỏ mới thì mai tính cho 1 triệu nhá. 1 triệu mà tặng thêm một vỏ mới. Các bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng ở nhà 1,1 triệu. Dòng này nó cũng đắt tiền, không phải rẻ. Thì tiếp theo này. Thì tiếp theo lên cho bác cái dòng này là dòng Robin này. Con Robin này dùng sướng lắm này. Robin này là Robin 23cc nhá, nòng 32 ly. Con này máy của nó là chạy là cực kỳ chất nhá. Đấy, con này là dòng Robin này dùng sướng lắm này, tung nhôm này. Tung nhôm này. Đấy. Đấy, con này bỏ viết là không bể vỡ gì này. Ok này. Tay lái tay liếc này. Đấy, nhìn đẹp nhá. Nòng 33 ly, con này nòng 33 ly thì chính xác này. Đấy, nó khỏe. Đấy, mà dòng này dùng thích lắm, buji đứng này. Đấy. Chế ngang ngang con bờ rồ nhá. Đây là tay lái này. Đấy, dòng này dùng thích lắm này. 33 ly khỏe cực kỳ luôn. Đấy. Lại nhá. Đấy, con này ngon đấy. Nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy. Hàng này dùng thích kìa, bền cực kỳ luôn. 33 ly. Con V18 nhá. Con này em tính cho bác con này tính cho 900k nhá. Dòng này dùng ngon đấy. Bền, con này bền. 900k. Thì bác cứ thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện này. Tổng ở nhà có 1 triệu tròn thôi. Quá gì? Ở đây. Giật lên nổ không ra đến điện. Rồi, chắc chế thôi. Đấy. Tiếp theo này. Lên cho bác con này nhá. Cái con này là con Tanaka 24cc luôn này bác này. Con này 24 như là nòng 33 ly, dòng này chạy khỏe lắm này. Bình xăng mình trước nhìn còn trắng đẹp này. Chưa có rửa đâu nhá. Máy hàng bãi mới về chưa có rửa đâu. Bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho. Đấy. Chế tay đổ này, nguyên bản này. Đấy. Ok nhá, quả viết ngon lành đấy. Đấy. Bơm xăng này. Kéo le lên này. Con này để ga thì hơi thấp chút nhá. Đấy, ga lên chút này. Đấy, để ga thì hơi thấp chút nhá. Đấy. Con này dây giật còn trắng lắm đây này. Anh nhìn này. Đây này, dây giật còn trắng này. Này, thấy không? Trắng phau luôn. Đấy. Đây để ga thì hơi thấp chút này. Đấy, tạm vặn lên là được nhá. Con này nhìn khá đẹp đấy. Đấy, bác nhìn này. Khá đẹp, ok. Đấy. Mai vừa vệ sinh sạch sẽ là đẹp rồi nhá. Đấy, 33 ly, khỏe. V19 này.
Con em tính cho bác đâu đó khoảng tính cho con này bà đi 800k. Vâng. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Mai em chỉnh chiếc con này cho. Đấy là con này về 900k. Đấy, máy 24 dòng 33 luôn, khỏe. Ok. Tiếp theo. V20 này. V20 lên cho bác con này nhá. Con này nhìn quá đẹp và xuất sắc này. Con này là con Taraka. Mà nhìn còn đẹp quá này. Bình xăng mình trước nhìn trắng phau luôn. Đấy, vỏ màu đen nhá. Rất đẹp luôn, huyền bí. Nệm này, còn đẹp quá này. Đây nhìn. Quá đẹp luôn. Đây, tay lái nhìn rất là đẹp. Con này như là 23cc đấy. 23cc thì phải. Đây xem nào. Không thấy ghi. Nhưng mà chắc là 23cc lòng 32 nhá. Đấy. Con này hơi ngon đấy. Kéo le này. Đổ giòn lắm. Đấy, con này khá đẹp nhá. Đấy, nguyên bản nguyên zin nó chế tay đỏ này, quan bờ rồ tay đỏ này. Ngang ngang nhá. Đấy, nổ giòn cực kỳ nhá. Lại đây. Đấy, ngon lành cành đào nhá. Đấy. Dòng Tanaka này gọi là Tanaka chân trống nhá. Dòng này dùng sướng ngon lắm. Đấy, V20. Con này tính cho bác triệu bạc nhá. Đấy, bác cứ thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà có 1.1 triệu thôi. Đấy, rất là rẻ. Tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này nhìn quá đẹp rồi. Con này nó là con GUV này. GUV 2350 này. Con này 23cc nhá, nòng 32 ly. Nhìn tổng thể rất đẹp nhá. Thấy bác nhìn thấy không? Nhìn rất đẹp luôn. Vỏ đó màu vàng. À, vỏ vàng nhá. Đấy, vỏ vàng này. Nguyên bản này, chế chiếc nguyên bản luôn này. Đấy, tay lái tay liếc zin này. Đấy, chế chiếc zin này. Đẹp, con này nhìn rất đẹp luôn. 23cc. Đấy. Bơm xăng này. Mình bơm xăng nhá. Đấy. Đấy, nổ giòn ngon nhá. Đấy, giòn ngon cực kỳ. Con này ngon đấy. Con này sướng, con này đẹp lắm đây này. Bác nhìn này. Nhìn nó còn đẹp này cơ mà. Đấy, nhìn tổng thể rất đẹp nhá. Đấy, ngon cực kỳ. Thấy chưa? Đấy. Trong này sử dụng chế máy cưa rất là bốc luôn. Cực kỳ bốc. Con V21. Con này em tính cho bác 800k nhá. Rất là ngon, đẹp. Đấy, bao đẹp bao ngon. Rồi tiếp theo này. V22 này. V22 lên cho bác con này nhá. Con này nhìn đẹp quá rồi. Lại một con Tanaka chân trống tiếp nhá. Con này 21cc trục giật trợ lực nhá. Đấy. Nòng 32 ly, con này nòng 31 ly thì phải. Chính xác 31 ly. Chế quan vừa rồi tay đũa này, vỏ đó au luôn này, thấy không? Nguyên bản nguyên zin 100% nhá. Đây, các nhìn thấy không? Đấy. Cái con này rất dễ lổ luôn. Đấy, trợ lực nhá. Con này giống kiểu bị nhặt bồ ấy. Đấy, trợ lực luôn. Đấy, bị nhặt bồ rồi. Đây, bị bắn ra. Con này ngon đấy. Con này đảm bảo ngon cho bác nhá. Nổ cực kỳ giòn luôn. Đấy. Mai em thêm cho bác cái nắp bôi này này. Đấy, mới vệ sinh sạch sẽ một chút nữa. Nào ok. Đấy, dòng này thì là gọi là dòng Tanaka chân trống nhá. Dùng cực kỳ ngon. Đấy. Ngon, nổ giòn. V22. Con này em tính cho bác đâu đó con này khoảng 950 đi. 950. Đấy, ok nhá. 950.000. Bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.000.000 bạc. À, 1050. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lên cho bác con này là bên em vừa dọn xong nhá. Cái con này vừa dọn xong cũng chưa kịp vệ sinh này. Bác nào lấy mai rửa xà bông sạch sẽ cho này. Dòng này thì là một cái dòng rất là dễ dùng rồi. Nó là dòng Tanaka dần đằng trước. Đấy.
Đấy. Đằng trước chế thì là quan bờ dù tay đũa này, rất là ngon luôn, thấy chưa? Đấy. Thì đây thì nó vỏ đỏ au này, nói chung là rửa lên là đẹp thôi, lòng này rửa lên là đẹp. Đấy, tay lái zin đây, trên vẫn còn một cái lưỡi kia. Đấy, khá là đẹp nhá. Đấy, nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Đấy. Thế mà sẽ test lổ cho bác xem. Đấy, thế biết dùng cái xài đó. Lòng này biết dùng cái xài cực kỳ luôn. Mà đồ đạc rất nhiều luôn, rất là tí này. Đấy. Thế là ok nhá. Đấy, lại đây. Đấy, dễ dùng dễ xài lắm. Đấy. Con này ai cũng dùng được. Đấy. 20cc lòng 30 ly. Nguyên bản nguyên zin 100%. Mai vệ sinh sạch sẽ cho. Là cực kỳ đẹp nhá. À, V23. Con này em tính cho bác đâu đó khoảng tính cho con này 650 đi. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 750. Tiếp theo này. V24 này. V24 lên cho bác con này nhá. Con này là một cái con máy nhìn rất đẹp nhá. Con này là con Janmi hay là Zubin là nó luôn. 20cc lòng 30 ly. 30 ly nguyên bản nguyên zin 100% luôn. Dòng này buji đứng nổ rất là ngon. Đấy, buji đứng nhá. Đấy. Đây con này tình trạng của nó là nguyên bản nguyên zin. Đấy, thấy chưa? Tay ga bóp này. Đấy, thiếu một bên mai em bổ sung thêm một bên tay là nữa là ok nhá. Đấy. Ngon. Thì nó nổ rất ok này. Đấy. Thì nói chung mai căn chỉnh lại chút nữa là ok thôi. Còn máy ok đấy. Đây. Giống kiểu là do chế chưa nên đều xăng nhá. Thế mai em căn chỉnh lại cho là ok nhá. Đấy, con V24 nếu bác nào lấy là căn chỉnh lại là tính cho con này là đâu có khoảng 700k đây. Là căn chỉnh ngon này. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện là mai bên em làm cho nó ngon lành cho. Về nhà có 800k thôi. Có gì à? Tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này là đảm bảo cho bác một con máy nòng 34 ly này. Con này là con Echo xanh nhá. Echo xanh là 26cc lòng 34 nhá. Lòng 34 ly đây này. Đây này, 260 đây này. Đấy, con này khá đẹp nhá. Đấy. Khá là đẹp luôn, cực kỳ ok. Chế chiếc nguyên bản luôn. Đấy, dòng này dòng Echo đời mới nhá. Lòng 34. Con này lòng 34 ly nhá, lưu ý. Con này hơi rất là ngon luôn. Đấy, cái con này thì đấy. Đó. Đấy, cái con này thì ok rồi đấy. Con này là con V25 nhá. Con này em tính cho bác đâu đó khoảng 950 đi. 950 nhá, 26cc lòng 34. Đấy, bác nào lấy mang căn chỉnh lại ngon lành cho. Đấy, bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi nhá. Tổng về nhà có 1050 thôi. Tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này là một cái con máy bên em cũng vừa dọn xong này. Con này nó là con Tanaka 24 này. Con này nhà nòng 33 ly. Con này nòng 33 ly khỏe. Đấy, 24 nhá, nòng 33. Thì dòng này gọi là dòng Tanaka giật đằng trước nhá. Đấy. Con này xài chế quan bờ dù tay đũa này. Dòng này rất tiết kiệm xăng luôn. Bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho nên là ok thôi. Nhìn đảm bảo sẽ đẹp hơn lúc quay rất nhiều nhá. Đấy, lưu ý. Đấy. Thì con này thì rất dễ lổ thôi. Đấy. Máy chạy êm ru à? Êm lắm.
đến lại này. Đấy, đêm á, dòng qua 3 ly nhá. Chạy siêu êm. Đấy, con này là siêu êm, mai rửa đi là sạch lắm đây này. Bác nhìn cứ đảm bảo cho bác rất đẹp nhá. Xịt bóng gì biết bảo đảm bảo đẹp không nhận ra luôn. Đấy, dòng 33 ly. V26. V26 thì em này tính cho bác như con này tính cho đâu có khoảng tính cho 850 đi, bán cho nó nhanh. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện nữa nhá. Tổng về nhà có 950 thôi, quá rẻ nhá. Đấy, đi. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này thì là một cái con máy thuộc dòng Mazuyama thôi. Dòng này thì là một trong những cái dòng rất là quen thuộc rồi, phổ thông phổ biến với bác rồi. Đấy, cái con này nó là cái con Mazu 20cc, lòng 30 ly. Đấy, con này tình trạng máy thì còn khá là ok. Đấy, nhá. Đấy. Rồi, nổ nước ngon lành hết rồi. Bác quẻ sẵn nó xài luôn thôi. Đây này. Đây, bơm xăng nhá. Kéo lên xuống. Lại này. Lại này. Mazuyama. Con này thì bác là nối mai nắp đủ đồ cho nhá. Đấy. Con V27. Con này tính cho bác con này 800k nhá. Đấy, máy cũng khá là ok. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng về nhà 900k. Ok. Tiếp theo này. Xem lên cho bác con này nhá. Con này thì nhìn vào cái con máy rất là đẹp luôn. Con này là con Tanaka chân trống 21cc. Con này là nòng như 31-32 ly gì đấy. Con này có chụp giật trợ lực to này. Con này nhìn khá là sáng và đẹp nhá. Khá là sáng luôn. Đây. Nhìn hình thức khá là ok. Vỏ không bể vỡ gì. Đấy, được nhá. Đấy. Thế thì là quân vừa dù tay đổ nguyên bản. Ngon nhá. Lại này. Đấy, rất là giòn luôn. Đấy. Đây, nhẹ phát nổ nhá. Đây này, cho lực này. Kéo này. Đấy, nó nổ thôi. Rất là ngon. Con này đảm bảo ok. Ngon lành cành cả. V28. Tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà đâu có 1 triệu 1 thôi. Quá là rẻ, dòng này thì nó đắt tiền nhá, chú ý không phải dòng rẻ. Đấy. Ok. V30 này, V29 này. V28, V29. V29 là con này nhá. Con này thì là một cái con rất là quen thuộc bác rồi. Con này nó là một cái dòng rất là dễ dùng, dễ xài. Dòng này nó gọi là dòng Tanaka giật đặc trước 24cc. Con này nòng 33 ly rất là khỏe luôn này. Vừa dọn xong nên chưa kịp vệ sinh nhá. Bác nào lấy mai vệ sinh sạch sẽ cho. Đảm bảo là rất đẹp hơn so với nút quay rất nhiều. Đây tum nhôm luôn này, thấy không? Chế tay đồ bỏ quan dù nhá. Đấy. Con này vỏ viếc nhìn đẹp. Tay lái zin nguyên bản đây. Đấy. Ok. Tiết nổ đây. Ngon luôn. Đấy, 24cc nòng 33 ly nhá. 33 ly đấy. V29. Thấy bác nào mai rửa sạch xe cho, đảm bảo sẽ đẹp hơn rất là nhiều. V29 con này tính cho bác đâu đó con này khoảng con này là khỏe là tính cho 800k đi. Đấy. Thì bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng của nhà 900k. Đó rất là rẻ thôi. Đấy, ok. Tiếp theo này. V30 này. V30 lên cho bác con này nhá. Con này thì là cái con máy rất là quen thuộc bác rồi. Con này nó là con máy 26cc nòng 34 ly. Con này còn tum rời cơ. Bình xăng còn khá là trắng và đẹp này. Trắng đẹp này. Tum rời luôn nhá. Này tum rời đây. 4 ốc chốt đây. Đây gà bóp xịn sỏi cho bác rồi. Đấy. Thì con này mai em bổ sung thêm một bên tay nữa nhá. Đấy. Thì cái con này nó là cái con máy 34 ly, hàng tàu xuất Nhật nhá. Như ý hàng tàu xuất Nhật. Đấy. Thì hàng tàu mà xuất sang Nhật thì chất lượng của nó rất là ngon nhá. Đấy, đảm bảo cho bác dùng rất ok.
không thua gì máy Nhật chính hãng nhá, đấy lưu ý. Chứ con này thì nổ rất là ok rồi. Đây. Kéo le lên này. Đấy, nó nổ cơ. Đây. Con nhá, đây này. Con này cần inox này, cần inox luôn này. Đấy, rất là ok nhá. Đây. Đảm bảo vẫn cực kỳ. Đấy. V30. Con này em tính cho bác 900k. Con này còn mới lắm, đảm bảo rất ngon nhá. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà triệu tròn. Máy còn đẹp này, bô đen xì này. Đấy, bô biết đen xì luôn. Đấy. Ok này. V31 là con này nhá. Con này thì là một cái con máy thuộc cái dòng máy gọi là nhẹ nhất trên thị trường hiện có bây giờ luôn. Đó chính là con Makitakoc 20cc. 21cc thì đúng hơn, 21cc. Con này nòng 31 ly thì phải. Đấy. Con này trên vẫn còn một cái bát cương Nhật nhá. Đấy bác nó đấy vẫn còn một cái bát cương Nhật cho bác kìa. Đấy. Tay lái thì rất là to và đẹp, nguyên bản nguyên zin luôn. Đấy, khá là đẹp nhá. Đấy, Makita. Con này trọng lượng của nó đâu đó nó khoảng hơn 4 kg một tí thôi. Nó là dòng máy nhẹ nhất trong các loại rồi, không thể là dòng này nhẹ hơn được nữa đâu nhá. Thế bí. Đấy. Giống kiểu là nó đang bị kiểu như là cục lọc nó bị ít xăng quá này, ít xăng quá nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, quay tít mù luôn. Rồi. Con V31. Con này tính cho 750. Đấy. Thì bác thêm thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Thì bác nào là thích máy nhẹ nhỏ nhẹ mà đời mới thì lấy cái dòng này, dùng rất là ngon. Nổ đanh, tua nhanh. Đấy, tiếng nổ nghe đanh nhá. Đấy. Tiếp theo này V32 này. V32 em lên cho bác con này chất lừ luôn. Con này nó là cái con máy tốt săn. 26cc nòng 34, con này nòng 34 ly 26 nhá. Đấy. Con này là tình trạng máy của nó, con này nhìn rất là đẹp luôn, nhìn tum trắng phau. Tay gà bóp xịn xò luôn. Đấy. Cái dòng này dòng máy này thì nó là con này khá là nặng đấy nhá, chứ không nhẹ đâu. Máy nó chất cực kỳ luôn, chất lừ luôn. Đấy, dòng máy này chất lắm. Đấy, nhìn nặng, con này mặn khá là nặng đấy, không nhẹ đâu. Máy 26 nòng 34 nhá. Đấy. Đấy, nguyên bản nguyên zin luôn. Đủ toàn cực kỳ nhá. Xuống lắm. Con nào mà thích đây con này giống kiểu con này chế máy cua này, chạy siêu bốc siêu sướng luôn. Đấy. Con này là nặng lắm, không nhẹ đâu. Sướng cực kỳ nhá, đảm bảo. Sướng lắm, con này dùng sướng cực kỳ, nặng lắm. Đấy. Không nhẹ đâu. Máy chất lắm. Chất lưu luôn. V32. V32 nhá. Con em tính cho bác 1.000.000 bạc. Thấy chưa? Đấy, bác thêm thêm 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện. Tổng về nhà có 1.1 thôi. Quá gì. Rồi. Thôi, nên tặng cho bác 32 con thôi. Video đấy đã dài, xin kết thúc video tại đây đi. Thì các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 nhá. 931442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.